Vâng, thưa chị, xin chào toàn thể cô chú chị nha. Chào mừng toàn thể cô chú chị quay trở lại với kênh YouTube Thiên Định Vinhome. Và trước mặt cô chú chị chúng ta đây chính là biển nước mặn 6,1 hecta tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Thiên Định đang có mặt tại dãy shop house thương mại dịch vụ 30 cặp mặt biển. 30 cặp shop house kim cương này cô chú chị ạ. Thiên Định chia sẻ luôn cái vị trí ở vị trí hiện tại Thiên Định đang đứng thì sau này tiềm năng tăng giá và tiềm năng để mà kinh doanh nó sẽ rất là cao luôn. Tại vì nó view view biển nước mặn nó rất là đẹp. Cô chú anh chị chúng ta có thể thấy được là cái khoảng từ mặt biển vào đến tấm kính chắn này nó rất là rộng, phải rơi đâu đấy tầm khoảng 50 m đến 200 m tùy từng đoạn. Và cái khu vực cái lối gọi là cái lối 30 cặp mặt biển này, cái khoảng cách từ cái mặt của căn shop house mà ra đến cái tấm kính tre tại ngoài mặt biển này cũng rất là rộng luôn. Nó cũng phải rơi tầm đâu đó tầm khoảng 30 m. Những cái căn shop house này thì có hai loại, đó là loại 5 tầng và loại 4 tầng. Diện tích của một cặp thì là trước sau thì là khác nhau. Căn phía sau thì là 96 mét. Còn căn phía trước thì là 156 mét. Cô chú anh chị chúng ta có thể thấy được là cái tiềm năng sau này để mà những cái căn shop house mặt biển này cho thuê thì nó vô cùng tiềm năng luôn. Nó gần ngay trung tâm thương mại Vincom, đi lên một đoạn cũng cùng với bên cạnh luôn là quảng trường Vinhome Ocean Park với lối vào biển. Vị trí sau này sẽ rất là tiềm năng. Thiên Định sẽ đi ra quảng trường đây. Hôm sau thì cái tấm tôn này, cái dãy tôn này sẽ được mở ra, nhưng mà bây giờ hiện tại thì chủ đầu tư vẫn còn đang để lại và chưa mở ra. Đây ra lối quảng trường rất là gần luôn. Cái shop này nó tiện ngay một cái là nó vị trí từ cái quảng trường nó đi vào đi ra cái khu vực shop 5 bà shop 30 cặp này thì nó rất là gần, cho nên rất là tiện kinh doanh. Mọi người vào quảng trường thì chắc chắn sẽ đi thông ra đây. Đây cô anh chị nhìn thấy không ạ? Sau này thì cái lối này sẽ thông. Đây bên kia chính là khu xương cá đây cô chị. Đấy, vị trí rất là đẹp luôn. Hiện tại Thiên Định đang có 4 cặp hiện tại ở mặt này đang bán với giá chủ đầu tư nha quý vị nha. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Giá thì tùy từng cặp, những cái cặp mà 4 tầng của nó thì giá của nó loanh quanh đâu đó tầm là 32 tỷ. Còn những loại 5 tầng thì nó rơi tầm khoảng 34 tỷ nha quý vị chị nha. Đó là một cặp trước sau đấy ạ. Một cặp thì nó gồm có hai căn, một căn trước và một căn sau. Còn cô chú anh chị mua lẻ đằng trước thì cũng có. Đằng trước thì giá của nó rơi tầm là 21 22 tỷ, còn là đằng sau của nó rơi tầm khoảng 11 tỷ đến 11 tỷ rưỡi một căn. Đây. Hiện tại là đã quá rồi, đây là một cặp đây cô chị này. Đấy, căn sau nó từ đoạn đầu tiên đoạn kia chạy lên đến đây là tàu trung tâm của căn ở đây. Và từ đây kéo lên trên kia thì là một căn nữa. Đấy. Thì nó là một cặp đây ạ. Phía sau của nó cũng là kinh doanh, cũng là shop thương mại dịch vụ luôn. Đây là mặt phía sau. Căn phía sau thì bé hơn 96 mét nhưng có giá của nó là 11,5 tỷ một căn. Đây. Vị trí rất là đẹp luôn. 30 cặp thương mại dịch vụ mặt biển. Cô chú chị nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại 0907 459 550 nha. Giá hiện tại Thiên Định đang thấy rất là hợp lý cô chú chị ạ.
Những cặp này cô chú anh chị chúng ta có thể vừa ở tầng 1, tầng 2 hoặc là ở tầng 2, tầng 3 cho thuê tầng 1, tầng 2 rất là phù hợp luôn. Vâng, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị chúng ta ở những video tiếp theo nha. Video sau thì Thiên Định sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị chúng ta một căn rất là đẹp tại khu Hải Âu 2, một căn shop house kinh doanh vĩnh viễn luôn và đang có giá rất là hợp lý cô chú anh chị nhé. Vâng, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị ạ. Thiên Định xin chào.